Xin chào mọi người, hôm nay em giới tiếp là khoảng 40 cây máy đó nha. Đây, em sẽ báo giá và review cho mọi người xem nha mọi người. Thì đầu tiên chỉ là con này nè, giá là 3.150.000 thôi. Và cấu hình rất là ok luôn người. Chạy con chip Snapdragon là 845 nha. Đây, Qualcomm Snapdragon 845 mọi người. Đó, con này Sony XZ3 nha. Chạy chip là Snapdragon 845. Và con này là Android 10 nha mọi người. Android 10 nha. Đó, hiện tại là Android 10. Và màn hình của nó là màn hình độ phân giải là 2K nha mọi người. Màn hình BOLED nha. Đó. Camera chính của nó là 19 chấm và khẩu độ là 2.0 nha mọi người. Đây, camera rất là đẹp luôn. Con này có kháng nước, kháng bụi và có loa kép luôn nha mọi người. Đó. Sony XZ3. Thì con này em sẽ có 4 màu nha. Con này sẽ có 4 màu nha mọi người. XZ3 có 4 màu. Màn hình là BOLED. Độ phân giải màn hình là 2K cộng nha, rất là đẹp luôn mọi người. Đây. Đó. Độ phân giải màn hình rất là đẹp nha mọi người. Màn hình này khỏi chơi. Con này bán giá là 3.150.000 nha. Sony XZ3. Đó mọi người thấy không? Màu rất là tươi luôn. Mật độ điện ảnh của nó là 537 PPI được nha mọi người. Đó. RAM của nó là RAM 4 1.64GB. Và chạy con chiếc Snapdragon là 845. Con là phiên bản Nhật nha. Một SIM thôi nha mọi người. Đây. Qualcomm Snapdragon 845 nè mọi người. Sony XZ3 nè. Chạy Android 10 nha. Đó. Pin con này là 3200 thôi nhưng mà hỗ trợ sạc nhanh đến 18W mọi người. Đây là cam sau, cam trước nè. Cam trước là 13.3, khẩu độ 1.9. Đó. Máy là nguyên zin 100% nha. Đó, camera của nó là mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây camera của nó nha. Tiếp theo là cam trước mọi người. Con này sẽ giá là 3.150.000 nha mọi người. Sony XZ3 3.150.000. Đó, đây là màu xanh mọi người. Tiếp theo là màu tím nha. Này màu tím mọi người. Đó, màu tím. Màu tím cũng rất là đẹp nha mọi người. Tiếp theo là màu đen. Đó, đây là màu đen nha. 3.150.000 nha mọi người. Sony XZ3. Đây là màu đen. Tiếp theo là màu trắng mọi người. Cái này khoảng được mười mấy cây thôi. Con này được khoảng mười mấy cây nha mọi người. Đây là màu trắng nha. Đó, màu trắng rất là đẹp luôn. Giá là em nghĩ cái màn hình này là đẹp nhất trong tầm giá 3 triệu luôn mọi người. Nói chung là độ phân giải màn hình 2 cộng mà. Màn hình BOLED nữa. Tiếp theo sẽ giờ là Samsung S10 Plus nha mọi người. Đây. S10 Plus hôm nay về bản Mỹ nha. Nói chung là S10 Plus thì hôm nay vẫn giữ giá không mọi người. Cũng là Samsung S10 Plus bản Mỹ. Đây, bản U của Mỹ nha. Và chạy Android 11 nha mọi người. Và RAM của là RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Màn hình là Dynamic. À, độ phân giải màn hình là 2K cộng nha mọi người. Màn hình cũng là 6.5 inch nha. Màn hình có màn hình cong nha mọi người. Đây là màn hình cong. Đó. Và chạy con chiếc Snapdragon là 855 nha mọi người. Bản Mỹ thì chấp chiếc Snapdragon 855. Mày con này là máy nguyên zin hết nha. Nói chung nguyên zin thì ngoại hình nó có phải hơi cứng này nọ mọi người. Không tránh khỏi nha, nhưng mà vẫn còn đẹp nha mọi người. Mình mua máy cũ mà. Đó, em sẽ có nói thẳng trước luôn là ngoại hình có cứng nha. Có chứng li ti mọi người. Chấp nhận được thôi. Kính cũng có xước nha. Đó. Cái là 6.200.000 nha mọi người. S10 Plus. S10 Plus nha. Máy là nguyên zin 100% nha mọi người. Đây, còn áp suất luôn nha. Giá bán là 6.200.000. Đó. 6.200.000. Hôm nay chỉ về màu trắng thôi mọi người. Về được khoảng 12 cây màu trắng thôi. Tiếp theo sẽ là Samsung Note 10 nha mọi người. Đây. Đây là Samsung Note 10 nha. Note 10 con này bản Việt Nam 2 SIM chính hãng nha mọi người. Đây Samsung Note 10 Việt Nam 2 SIM chính hãng. Đây, 2 SIM là hai máy khác nhau nha. Này sẽ chạy là Android 11 nha mọi người.
coi là gam 8 bộ nhớ là 256 cơ nha. Đó. Này màn hình 2K cộng luôn, cũng là màn hình công nha mọi người. Mới là nguyên viên 100%. Đây cam trước của nó nè. Đây là cam sau nè mọi người. Cam góc rộng. Đó. Đây cam trước nha. Thì con này sẽ bán giá là 7.900.000 nha mọi người. Samsung Note 10 7.900.000 nha. Con này bán 7.900 nha mọi người. Samsung Note 10 bản Việt Nam 2 SIM 7.900.000. Con này có vân tay nằm trong màn hình luôn nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó. Samsung Note 10 nha. Ok, tiếp theo hôm nay sẽ là về Apple 5G mọi người. Apple 5G thì hôm về rồi, em có quay rồi. Hôm nay em quay sơ lại thôi nha. Apple 5G hôm nay cũng về được khoảng mười mấy cây nữa nha mọi người. Tổng lô hôm nay chẳng phải được 40 cây. Apple 5G đây, Samsung Apple 5G nha. Nó hiện tại là chạy Android 11 nha mọi người. Android 11. Và con này phiên bản hàng nha. Pin của nó là 4.500 nha mọi người. Đây, pin 4.500 nha. Dung lượng pin thật của nó mọi người. À, con này sẽ chạy là gam 8, bộ nhớ là 256 cơ nha. Đó. Màn hình của nó là màn hình Dynamic. Độ phân giải màn hình là 2 cộng nha. Màn của nó là 6.7 inch nha mọi người. Đó, 6.7 inch. Này là camera nha. Camera trước, camera sau nè mọi người. Chung camera này rất đẹp nha. Đó, con này là góc rộng. Tiếp theo cam trước mọi người. Thì con này sẽ bán giá là 6.300.000 Samsung S10 5G. Con này là bán hàng nha. Bây giờ S10 5G không có ai mà có bản Mỹ mọi người. Nói chung là đi nhập hàng chắc chắn là không ai có luôn. Không dám cái cho mọi người vậy luôn. Chỉ có bản hàng thôi. Đó. Thì con này sẽ bán giá là 6.200.000 nha. Gam 8 256GB. À, 6.300.000 Gam 8 256GB. Còn 512GB bên em cũng có mọi người. Đây, đây là 512GB nha. 512GB thì mọi người cộng thêm cái này là tiếng Hàn nha mọi người. Để em chỉnh qua tiếng Việt cho mọi người xem. 512GB. Này, gam 8 512GB sẽ cộng thêm 500.000 nha mọi người. Gam 8 512GB cộng thêm 500.000 là 6.800.000 nha. Đó, mọi người muốn lưu cái gì lưu. 512GB là lưu được nửa trái đất luôn. Đó. Cái này thì có 3 màu nha. Đây là màu titan mọi người. Người ta thường gọi lên màu titan nha. Tiếp theo là màu vàng mọi người. Đây là màu vàng. Và cuối cùng là màu đen nha. Đó thì con này có 3 màu nha mọi người. Là 3 màu. Giá là 6.300.000, 512GB thì cộng 500.000 là 6.800. Ok, tiếp theo sẽ là mấy dòng hôm qua mọi người. Đầu tiên sẽ là Pixel 3a. Pixel 3a sáng giờ mấy cũng được một mấy cây mọi người. Nói chung dòng này dòng rẻ. Rẻ tiền mà chụp hình cũng rất là đẹp mọi người. Cái này thì chạy con chip nó là gần là 670 thôi. Mà dòng Google là dòng của hãng Google nha mọi người. Pixel 3 là dòng của hãng Google nha. Thì cũng nhiều người hỏi là trong hãng này hãng gì cũng nhiều người không biết mọi người, thật sự là nhiều người không biết. Mà đây là hãng của Google luôn. Cái này sẽ chạy là Android thần nha. Android của gốc của Google luôn. Nói chung là sẽ mượt hơn mấy dòng khác mọi người. Thì nó không có biến hóa từ các hãng khác nha. Đó. Màn hình có là màn hình BOD luôn nha mọi người. À, độ phân giải màn hình là Full HD cộng thôi. Này chỉ có 100GB sao không mọi người. RAM 4 mình có 64GB nha. Vậy con chip sẽ nó gần 670. Cũng có sạc nhanh luôn nha mọi người. Đó. 2.350.000. Em chỉ còn màu trắng và màu tím thôi nha. Màu trắng và màu tím mọi người. Chỉ còn hai màu này thôi, 2.350.000. Tiếp theo sẽ là iPhone IF Max mọi người. Đây, đây là iPhone IF Max. Đó, iPhone IF Max mọi người. iPhone IF Max thì em còn màu vàng và màu đen thôi. Đó, quốc tế Mã Mỹ hết nha. 64GB quốc tế Mã Mỹ. Và đây là bao nguyên viên mọi người. Đó, bên con này khoảng 90% nè. Nguyên viên luôn nha, không hai thớ gì hết mọi người. Màu vàng, quốc tế 64GB Mã Mỹ, em sẽ bán giá là 11.200.000 nha. Đó, 1.200.000. Còn màu đen thì em sẽ bán giá là 10.900.000 người. Màu đen cũng là quốc tế Mã Mỹ hết luôn nha. Đó, Mã Mỹ hết nha mọi người.
nhớ là 10.900.000 sang 4 cây quốc tế 37 nha. Ok, tiếp theo sẽ là bảy lút mọi người. Bảy lút 128 ghi hiểm, còn một cây cuối cùng thôi. Đây. Bảy lút 128 ghi. Đó, 128 ghi. Mình dán giá là 4.900.000 nha. iPhone 7 lút 128 ghi. 4.900.000. Ngoại hình khoảng 97 ha mọi người. Giờ nó có chấm li ti nha. Còn đây là iPhone 7 thôi. iPhone 7 32 ghi. Đó. Quốc tế hết nha mọi người. Con nào lóc em sẽ báo trước nha. Là quốc tế mã Nhật nè. Nên thì có sao báo vậy không rồi. Mã Nhật bây giờ cũng xài rất ok mọi người, không có bị gì hết. Pin con này còn 7 máy nè, pin zin của máy nha. Con màu hồng là pin khoảng 73 thôi, nhưng mà có ai muốn hai pin nào mốt hỗ trợ em 150 hai pin mới, bảo hành hai pin 1 năm nha. Đó. Tại vì bây giờ dịch không có mua pin được hai mọi người, thông cảm nha. Đó, muốn hai pin thì có hỗ trợ. Bên em mọi người chỉ cần đưa 150 thôi, bên em sẽ hai pin mới và bảo hành pin 100 pin 1 năm luôn. Còn là pin 73. Màu đen là pin 86 mọi người. Em còn hai cây thôi. Một con màu đen, một con màu đen à, màu hồng, một con màu đen. Còn màu đen thì pin 86 nha. Đó, màu đi sẵn đây nè. Tiếp theo là Google Pixel 4 mọi người. Nè. Pixel 4. Google Pixel 4 nha. Con này chạy con chiếc thì nó đã gần là 855 nha mọi người. Và RAM 664 GB. Đó, em còn màu trắng và màu đen. Đó là 5.4 triệu. Còn là Pixel 4XL mọi người. 4XL thì màn nó lớn hơn, cấu hình cũng như nhau thôi. Con này cũng chạy chip Snapdragon 855, RAM 664 GB nha. Đó. Màn hình là BOLED, màn hình 90Hz luôn nha mọi người. Rất là mượt luôn. Thì hôm nay cho bên em chỉ có như đây thôi. Cảm ơn mọi người xem buổi livestream của em nha. Bye bye. Mọi người thấy hay nhớ chia sẻ ủng hộ em nha mọi người.